Hello, hôm nay mình quay cái tiến độ con R1. Thì thật sự con R1 làm xong cái phần máy điện rất là lâu rồi, và dàn chân đang trong những cái bước cuối cùng. Anh em thấy ngoài dàn chân ra, còn cái dàn áo thì mình đã đi giao cho bên xử lý sơn rồi này kia khá là lâu rồi, cũng mấy ngày rồi, gần một tuần rồi đó, nhưng mà chưa có xong. Thì những cái phần nào anh báo cho chủ xe biết, là những cái phần nào mà nó thuộc vào cái phạm vi của bên mình, giống như bên gara mình, giống như là làm dàn chân máy móc mọi thứ thì mình control thời gian được. Còn vấn đề bên một cái làm đẹp á, đó là một bên bên khác thì mình không thể control thời gian được, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không lâu nữa. Thì anh em thấy dàn chân mở ra, dàn bố biết đồ không đúng nè, phải thay lại hết, phải thay mới hết anh em. Đây là mình nhận mua xe dùm, và mình nhận là bảo dưỡng tổng quát lại, làm hết lại luôn. Có nghĩa là đứng ra mua xe và làm lại để giao cho khách, giống như là bán lại cho khách đó. Đó, thì bao nhiêu tiền mão luôn. Nhưng mà con này thật sự là lỗ không lời. Tại vì nếu mà làm một cách đường hoàng thì lỗ, tại vì con này hạ máy làm lại luôn. Hôm bữa mà mình có quay đó, tình trạng máy móc nó làm sao anh em biết à, đồ trong cũng hư hết, thay lại hầu như toàn bộ, kể cả cái dàn đầu bò thay luôn, bít tông bạc thay luôn, thay bạc nè, xin cam tăng cam nè, đồ mới hết nha. Thay luôn cái dàn đầu bò, mà đầu bò phải sấy xúc bắp lại rồi gì, thay hết cái dàn phốt xúc bắp mới, mà phốt xúc bắp mới 300 mấy chục ngàn cái, anh em cứ sợ tên hãng rồi. Cái dàn phốt xúc bắp không nó mấy triệu bạc rồi, mình cũng không hiểu mà mấy anh em mà làm máy mà giá rẻ làm có thay không, mà nguyên tắc sấy xúc bắp là phải thay phốt xúc bắp đó. Thì mình không hiểu giá rẻ rẻ ở đâu. Thì cái này anh em coi lại, một cộng sinh cam nhiêu tiền, tăng cam zin nhiêu tiền, bộ bạc nhiêu tiền đó, bộ bạc anh em sạch hãng đi bao nhiêu tiền. Cho nên á, làm máy nó có rất là nhiều kiểu làm, nó rất là nhiều kiểu ha. Ví dụ làm ta chỉ thay cái vấn đề hư thôi, còn những cái mà vấn đề mà nó đang trên tình trạng nó gần hư họ cũng không có làm. Nhưng mà nó cái nguyên tắc là vậy anh em. Cái xe mô tô á, nó giới hạn lần mở ra mở lắp lại, chứ không phải là mở ra gắn vô được nhiều lần đâu. Cho nên mỗi lần mở ra làm là phải những cái đồ nó muốn hư hết là phải làm phải thay. Đó. Cho nên con xe này khá là mệt mỏi. À, thay cũng khá là nhiều, từ miễn gen cho mọi thứ là thay hết. Nó giống như là một máy mới, giờ nó mạnh lắm anh em, nghe tiếng nó khác nè. Làm dàn chân xong ốc ác, thay rất là nhiều, kèm theo nữa còn nhiều lắm. Anh em nhìn cái đường nè, nếu mà kỹ lưỡng cả cái đường clip on làm rất là xấu, làm vậy nó hở hết, xì hết, đâu có làm kiểu này được. Nó vừa xấu ấy, làm dàn chân xong là mình phải chở cho đi con xe này, chưa gắn dàn áo lên phải làm bô, làm đường bô lại cho nó đẹp đó. Đường clip on lại cũng mấy triệu bạc, chứ đâu rẻ đâu, làm titan cho người ta chứ không lẽ giờ bỏ bô titan đi làm cái clip on bằng inox, ai coi ra gì đó. Phải làm lại hết, thay từng cái dây ống dầu luôn. Dây ống dầu này cũ rồi đó. Thay, nhiều người nói thay ống dầu có nhiêu tiền, ống dầu mình mua mắc lắm, không phải giống người ta, 15m 5,5 triệu. À, đồ Mỹ đàng hoàng, đúng ống dầu đàng hoàng chứ không gắn ống bậy. Cho nên cốt mình làm cá cao thì mình gắn đồ xịn không à. À, nói thẳng ra là vậy cho nó lẹ. À, xe này thay bùm nhớt mới luôn, cái gì cũng thay nhiều lắm, bùm nhớt cũ nó rỗ hết rồi đó. Rồi cò lăn rồi thay là hết mấy con bị lột, hầu hết như cục máy luôn, cho nên nó phát sinh nhiều quá. Rồi hả, dàn áo làm sơn xong rồi mới gắn lên xe, rồi phải coi dặm sơn lại nguyên tổng thể con xe nữa. Rất là nhiều thứ, nếu mà làm một cách nó đường hoàng thì nó nhiều thứ lắm. Ba cái bố thắng không hết nhiều tiền, bố thắng đen hết luôn. Mua xe rất là sợ hãi, chung làm nhiều thứ lắm. Rồi xong mà thêm cái bình vô nữa, xe này được cái bình pin, đỡ được cái bình mấy triệu bạc nữa nè. Anh em nghe thử ha. Xe Kawa, xe Yamaha mà gắn cái Kawa. Công tắc phụ dưới này. Bật lên giùm anh nha đi.
Rồi. Máy nó lực kiếp lắm. Tại xe mình mới nè, nổ máy để cho nó đi xíu nha anh em. Chứ không có bụi thiệt. Mua xe về cũng chua lắm anh em. Tắt công tắc lúc này. Cũng chua lắm. Xe R1 nó có hai cảm biến khí xả gắn con cái à. Con cái bên kia bít lỗ anh em thấy không? Bên kia bít lỗ nè, con cái. Phải thay vô. Đâu có làm gì được. Thấy đường cổ này xấu vậy mình còn làm lại nữa, đừng nói chi cái cảm biến. Còn bên sao được. Nhiều thứ lắm. Làm xe thấy vậy anh em thấy chua lắm chứ không phải đơn giản đâu. Làm một cách đúng đường hoàng mới ra chạy hiệu suất được. Vỏ giày mình còn thay nữa. Mặc dù cái này á, mình thay hay không là ở chỗ mình. Cái người mua này á, không có là phải làm cái này phải làm cái kia. Chỉ nói một câu đơn giản là xong là bảo dưỡng tổng quát lại, làm hết lại làm sao cho nó ngon lành thôi. Thêm một cái nữa. Cụm tay côn 24 ly 24 mm. Anh em thấy không, mất cụm tay côn nữa. Rồi giờ mình phải thay cụm mới cho chủ xe chứ giờ làm sao giờ. Chờ người ta câu dây xấu quá gì luôn. Thì mình sẽ thay lại một cái cụm full box new Akosato 29.5 đúng. Còn tay 24 này không gắn trên con này được. Tại vì xe này là đồ thông minh đó. Tính ra hả, nó hơi căng nè. Đó. Bóp thì nó sẽ hơi sâu hơn, nó mới ăn khoảng cách bóp, nó hành trình bóp nó dài hơn. Tại vì đòn bẩy nó hơi ngắn, nó hơi thấp. Đó thì nó không có nhạy. Chứ còn xe này mà nồi thường là bóp này cắt không hết là chắc rồi đó. Tại vì nồi thông minh. Cho nên nó tay 24 này cắt vẫn hết nhưng mà cái hành trình nó rất là xa, bóp vô sâu tới đây nó mới ăn nè. Nó mới cắt hết nè. Chứ bình thường á cắt nhẹ tới đây là nó ăn à. Tại nồi thông minh nó rất là nhẹ. Anh em mà nào mà xài nồi chống trượt á, lip plate sang số, nhồi số thì chống trượt nhưng mà sang số nó cực kỳ nhẹ. Đó. Rồi thay với thay sinh mới. Nhiều cái lắm. Nhông dĩa này thì nhông dĩa mới nha. Mà cũng sên thì để người ta để lâu nó hơi xuống màu, nó hơi xét. Nó hơi xuống màu nó không đẹp. Đó, nhìn nó chổi xe phải thay sinh mới. Hơn là nhông dĩa mới thay em rep. Còn không là mình mệt mỏi nhông dĩa nữa một chút anh em thấy cộng lại tiền làm cục máy này không á 50 mấy 60 mấy vít đó là tính tiền mình á đó. Đó chứ nếu mà tính khách như vậy thì phải tầm 60 mấy vít thì mới có lời, 5 mấy vít là không đủ lời luôn. Để mua đồ quá nhiều, nguyên dàn đầu bò nhiều, anh em mà search cái dàn đầu bò này á mà đẹp á là 20 mấy triệu đó, cam họ lăng nhiều thứ lắm, bạc miễn dên rồi như nồi bơm nhớt sinh cam tăng cam thay hầu như hết bà luôn à, cảm biến đó, làm dàn chân rồi sơn phết dọn nguyên con chua lè luôn cái lát luôn đó. Nhưng mà làm không tới thì mang tiếng, với lại làm không đạt nó kỳ. Đó, cho nên lỗ cũng phải làm chứ không phải
mình nhìn sai thì mình phải chịu. Cuộc đời nó như vậy, bán xe lỗ bình thường mà anh em thấy không? Xe của mình bán á, anh em thấy á, kiểm tra từ cái vỏ, cặp vỏ luôn, toàn là cặp vỏ xịn như mới không. Nè, bán thay cho khách cũng như là đây nè, đang làm nè. Super cọt xa mới nè. Đâu thay vỏ cua bắp đâu. Đâu thay vỏ rẻ tiền đâu. Anh em thấy á. Về Vin con này bán cho khách nhưng mà cũng phải đi vỏ nè. Dày cui. Đây là vỏ Bridgestone S21R. Cho anh em coi mã để anh em biết. Hai Spur Sport S21R. Cái vỏ này là vỏ zin trên giấy đích 10, độ bám rất cao ha. Chứ không phải vỏ sàn sàn luôn. Không phải vỏ em bậy em bạ luôn. Thay vô người ta thay đàng hoàng đã chạy. Đó. Chứ còn thay bậy em bạ đâu có được. Rồi anh em nào nói xe mình làm lâu, đây quay cho anh em con gì ZX10 làm lâu xong lâu lắm rồi. Chuyên lấy giùm anh cái chìa khóa ZX10 kia. ZX10 làm xong lâu lắm rồi. Tại vì bữa giờ chở đi sang tên á, xe này phải dính vô trong cái vấn đề là phải đi gì trước lúc sang tên thì người ta đi giám định cho nên nó hơi lâu. Chứ còn xe mình làm xong lâu lắm rồi, chờ sang tên lâu trước cách đây gần 2 tuần lễ rồi. Đi sang tên bấm biển thì người ta kêu giám định cho nên ghét nó mang về bữa giờ không có đăng tới nó. Nổ máy cho anh em nghe ha. Coi lực nó ra làm sao. Phê lắm. Mình vẫn bán cho anh em với giá là 300 triệu. Xe này ngoài cái dàn áo Trung Quốc ra, mình nói thật sự cho anh em nó rất cứng. Từ cặp vỏ mới ha, super cọt xa mới luôn nha, chứ không đi đồ cũ nha. Cho tới bô xịn, cho tới đường lip on cổ xịn, cho tới máy SBK, cục máy này là cục máy SBK nha. Mình bù lại cho anh em á. Còn cặp gù nữa, mình đang gắn gù. Mình đang gắn cái gù cho nó đẹp. Gù để bên trong mình chưa gắn nha. Em nghe tiếng máy cực kỳ êm, cực kỳ mạnh. Ai mà chạy là thấy phê liền. Tại vì mình xe này mình ra tên, mình đứng tên luôn. Đó, biển Sài Gòn luôn cho nó dễ. Anh em coi để cho rõ ràng. Xe làm xong hơn tuần lễ, gần 2 tuần, đang sang tên nha. Chừng nào sang tên mình mới đăng bán. Đó, xe lúc nào cũng vậy, đang rút gốc sang tên thì đăng bán sao bán được. Đó, cho nên là để xong xuôi đi tính ha. Giờ rửa xong rồi đem về nhà cất. Mới chở qua cảnh sát cho bên 282 xong á, mới bấm biển á, nhưng mà bắt đi giám định. Đó, cho nên là mới chở về. Trở về cách đây cũng mấy ngày rồi, tuần trước rồi. Để đây làm biến chưa rửa, nên giờ rửa xong rồi tính tiếp.